Ok, chắc là chương trình của chúng ta cũng đã bắt đầu phát sóng rồi đấy ạ. Đang có người like rồi. Vâng, xin chào các bạn, chào Minh Sang, chào bạn là Hát Thái Trần Hoàng Anh ạ. Vâng, chúng ta sẽ chờ thêm một chút xíu xíu nữa, chào Nam Anh. Đông đấy ạ. Mà không biết là có bạn nữ nào chưa? À đây, có bạn Trúc ngay. Mình vừa mới thắc mắc là sẽ có bạn nữ nào chưa là thấy lên tiếng luôn rồi. Hello Dean. Các bạn nữ thả tim cho anh chàng điển trai của chúng ta đi chứ ạ. Tôi thì chắc là không thuộc diện đấy rồi. Cường. Yo. Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn tới với chương trình Summoner Tour Cà Phê số thứ tư của chúng tôi ngày hôm nay. Và rất hân hạnh cho Gaming Computers Việt Nam là hôm nay thì tôi đã thuyết phục được anh chàng điển trai ở đây lên lên sóng cùng với tôi. Tôi chỉ xin đẹp trai kém một tí thôi. Thì như thông tin giới thiệu ban đầu thì các bạn cũng biết là nick Facebook của bạn trai ngồi cạnh tôi là Phạm Trung Du, là Du hay Jun hay là anh có đọc nhầm không? Du ấy ạ, trong từ Phạm Trung Du đúng không? Du. Là Trung Du là cao nguyên vùng núi đấy Vâng. ạ. À, đúng không? Hiện tại thì Phạm Trung Du là chủ gui Táo Mèo, một trong những gui cũng khá là đình đám và tiếng tăm ở Việt Nam. Và thì Trung Du có thể tự giới thiệu về mình một chút được không nhỉ? Chào các bạn, mình là Trung. Mình bắt đầu tìm hiểu game từ lúc nó ra mắt năm 2012. Và nick in game của mình là Ten Ten. Bây Và đến bây giờ vẫn thế. đúng rồi, đến giờ vẫn thế. Ten ten hay là tên tên hay là tèn tèn tên hay là như ạ? Ten ten anh ạ, cũng À vậy là ạ. 10 trên 10. À Đúng tèn tèn rồi. tèn là 10 trên 10 đúng không ạ? Vâng. Thì Trung có thể cho mình biết là Gui Táo Mèo thì được thành lập từ bao giờ, và bạn có thể chia sẻ về những cái thời điểm ban đầu mà khi mà Gui vừa mới được thành lập được không? Ok. Táo Mèo thì các bạn nếu mà chơi lâu thì đều biết là cái thời điểm mà game họ tách từ server global sang ASEAN, thì hồi đấy mình đang ở bên Gui Live và mình theo Live, theo anh em Live sang bên ASEAN. Sau đấy thì với mấy anh em chơi cùng ở Hà Nội cùng nhau lập nên một cái Gui. Lúc đầu cũng chỉ mong muốn có một cái môi trường để anh em giao lưu thường xuyên và chia sẻ những cái kinh nghiệm và đam mê về game thôi, chứ không hề gọi là đặt nặng vấn đề về rank cũng như là độ mạnh yếu cả. Chỉ là một chỗ đơn thuần là để mọi người có cùng chung sở thích để có thể tụ tập lại với nhau đúng không? Tám chuyện chém gió, nói chung Đúng là rồi. để cho nó có thêm những cái niềm vui bên ngoài đó, chứ nếu mà cứ cắm đầu vào mà cày cuốc thì cũng căng thẳng đúng không? Đúng rồi. Và cái bản chất của cái tên vui là Táo Mèo cũng là một loại, nó là một loại rượu. Nó là một loại rượu ở miền Bắc anh em hay uống và đặt tên chung là thế luôn. Hình như là mình có thấy là có khá là nhiều bạn xin là cho em vào vui Táo Mèo được không, nhưng mà cũng có bạn warning là táo chấm mèo hay là Táo tên chấm mèo. à táo, đúng rồi, đúng tên vui thì là táo chấm mèo rồi, nhưng mà có nên hiểu theo là táo chấm với mèo hay là như nào, hay là chỉ đơn giản là táo mèo thôi? Không, nó là một loại rượu táo mèo À thế đơn giản là thế thôi ạ. Thì hiện tại thì Gui Táo Mèo có bao nhiêu thành viên, và là một chủ gui thì Trung có nắm được cái thông tin cá nhân của từng thành viên ở trong gui hay không, ví dụ như là cơ số nam này nữ này, bao nhiêu bạn nam bao nhiêu bạn nữ này, hoặc là cái độ tuổi, ví dụ lớn tuổi nhất hoặc bé tuổi nhất, hoặc là cái khu vực sinh sống của mọi người á, vì là cái thông tin đấy thì mình nghĩ là chủ gui nên biết, thì Trung có nói được cái vấn đề đấy không? Tất nhiên là mình biết vì vui cũng về cái số lượng thì vui bọn mình luôn duy trì ở cái mức 22 người, 22 cộng 2 để một số thành viên và hầu như là đa số là một nửa thành viên đều là những thành viên từ quen nhau và cùng nhau lập nên cái vui này từ hồi đầu. Và hiện tại thì vui chỉ có đúng một bạn gái nick là Táo Ngố, nên anh em rất là trân trọng và coi được gọi là báu vật trấn quốc của vui. Táo thì đang ở bên Úc. Ngoài ra thì đa số các thành viên thì đều ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Ở bên nước ngoài thì chỉ có hai anh em ở Úc và một anh ở bên Hàn, Ở Hàn Quốc luôn. đối Hàn Quốc luôn. Và
có một cái rất hay là cái anh gọi là lão đại của Vui, anh già nhất là sinh năm 78, khá là thì cũng chỉ gọi là nhiều tuổi thôi chứ cũng chưa gọi là già được. Thế còn thành viên trẻ nhất? Thành viên trẻ nhất thì là hình như là 94. 94. Tommy, em ấy tên là Tommy. Có phải là bạn Tommy hôm vừa đánh giải? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có cái nick đấy mà mình viết rất là khó bởi vì là có hai cái dấu móc trước rồi móc sau rất là khó. Đấy chính là bạn Tommy đấy, đúng không? Mì Tôm. Hình như là năm nay cái rank của giải năm của bạn ấy cũng khá là cao. Đúng rồi, bạn ấy được trong top 100 thì phải. Đúng, hai đỏ, hai đỏ. Thế còn hiện tại là quân số là có 22 cộng 2 thì mình cứ cho trung bình là khoảng 24 bạn đi. Mà chỉ có một bạn gái thôi, trong khi còn trống hơn 5-6 slot nữa thì bên mình có ý định tuyển thêm bảo vật không? Hay là... Có, tất nhiên tranh thủ bạn đó thì ra được cho Vui. Bất kỳ bạn nữ nào mà ở Hà Nội và Hồ Chí Minh đều có thể tham gia vào Vui. Bọn mình rất là gọi là rất là chào đón và trong Vui thì có rất nhiều FA, anh em đều các bạn vào thì sẽ chắc chắn sẽ được chăm sóc tận tình. Ở ngoài này thì đã có anh Trung rồi, ở trong kia thì là có anh Tú đúng không ạ? Các anh ấy sẽ có trách nhiệm là phải take care các cái bạn nữ đúng không? Thì có một bạn bảo vật thì lại hiện lại không ở Việt Nam, thế nên là cũng hơi khó. Thì bây giờ chắc là tranh thủ đây ta tuyển thêm hai thành viên, một ở Hà Nội và Hồ Chí Minh, miễn là các bạn nữ đúng không? Cho nó vui. Chỉ cần nữ thôi. Thì đúng là ban đầu thì mình cũng không đặt nặng các cái chỉ tiêu về Vui rồi rank rồi là các cái thứ khác như Trung vừa chia sẻ, nhưng mà như mình quan sát thì rank của Vui Táo Mèo cũng khá là cao, thường thường là cũng nằm trong top 100 của World Vui đấy. Thì cũng là một trong những Vui mạnh và cũng đình đám nổi tiếng ở Việt Nam. Thì cái việc quản lý Vui thì bạn có bí quyết gì hay là không, cái việc như là sắp xếp rồi là tổ chức mọi người trong Vui như thế nào, vì là mình cũng có khá là nhiều nội dung liên quan đến bang hội đúng không, và việc cân bằng giữa cái phát triển của từng cái app cá nhân cũng như là, và bên cạnh đấy là cũng phải duy trì được cái mức độ ổn định của rank của Vui, thì cái bí quyết của bạn là như thế nào? Thực ra thì bảo là có bí quyết thì chắc là mình chẳng có bí quyết gì cả, vì Vui là bắt đầu từ anh em bắt đầu xây dựng cùng nhau từ con số 0 mà cùng nhau đi lên, cùng nhau gọi là thực ra thì Vui bọn mình thành lập được phải được hơn 3 năm và cái số lượng tham gia vào Vui cũng phải tầm 100 người. Tầm 100 người rồi. Ra vào đấy. Đúng rồi, ra vào. Và gần như là anh em cố gắng từng bước xây dựng để duy trì được cái mức này thôi. Nghĩa là ý mình là cái này nó là cố gắng của tất cả mọi người chứ không phải riêng chủ Vui hoặc là phó ga, còn cũng như tất cả các tập thể khác thôi. Mình nghĩ là nếu mà để duy trì được ấy, thì nó cần phải có 3 tiêu chí là kỷ luật, công bằng và cái sự nhiệt huyết, sự đam mê về game. Thì rất may là ngay từ hồi đầu lập Vui bọn mình đã có gọi là định hướng, nghĩa là kể cả yếu nhưng mà vẫn cố gắng duy trì cái kỷ luật anh em đề ra và công bằng, ai cũng đã vào ga thì ai cũng như ai, không đặt nặng vấn đề gì cả, cũng vẫn phải là cộng 1 cộng 2 cộng 3 đúng không, không đánh bừa đấy, và đúng đến rồi. Giờ là rush là phải đồng loạt đúng không, đúng không rồi. Không được đánh trước, không được đánh sau đúng không. Nói chung là cũng có rất là nhiều nội dung mà liên quan đến Vui. Hiện tại thì chúng ta đang có World Vui này, cũng là một cái nội dung khá là truyền thống và có thêm công thành chiến nữa, và đặc biệt là cái tính kỷ luật ở trong công thành chiến thì nó cũng còn cao hơn cả ở World Vui nữa, vì World Vui còn có thể cân được chứ công thành chiến thì cũng hơi khó đúng không ạ. Nên cái kỷ luật thì đúng là luôn luôn là được đề cao thì là đúng rồi. Ở đây mình cũng may mắn có được, không biết là có đầy đủ không, nhưng mà cũng có được tương đối danh sách của các thành viên Vui Táo Mèo ở thời điểm hiện tại. Thì mình thấy thắc mắc là có một số bạn có cái tên đầu tiên rất là buồn cười, ví dụ như là Tiểu Hắc này, có bạn là Tiểu Ori này, bạn là có rất nhiều bạn Tiểu, Tiểu bạn, Tử, Tiểu Mưu, Tiểu bạn Hắc, Tiểu Hồ, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo. Đấy. Thì cái đấy là đặc điểm nhận dạng của cái việc gì nhỉ? Mình không ở trong Vui nên mình cũng không biết được, Trung có thể chia sẻ được không? Vui mình đến thời điểm này thì các anh em gọi là các anh em Vui bạn ấy, bạn bè hay gặp nhau ở trên công chiến còn hay gọi là Vui Gấu Trắng, bởi vì Vui bọn mình được một cái là khá nhiều nick có tia lem, và tất cả những các bạn nào mà có tên đầu là Tiểu thì đều là trong mắt đều sở hữu một con tia lem Badalai, và bọn mình xếp thường xếp một cái bay gồm 5 team nep tia lem
trông nó rất là gì vậy nhóc, cứ để ở dàn ngoài không, nếu CDC thì cứ để ở dàn ngoài, cứ cho Tia Lang đứng ở dàn ngoài là nhìn là cũng đã thấy cũng thích rồi, cũng ra gì và này nọ vết ở đây đúng không ạ? Thì bây giờ mình thấy là cũng có khá nhiều tiểu rồi, thì nhưng mà nếu mà sau này mà một vài thành viên nữa ở trong cui mà may mắn lại cũng xăm ra Tia Lang thì bây giờ không biết là tiểu gì các bạn. Cứ không phải tiểu, mình nghĩ không phải tiểu tiện là được. Tiểu quách hả? Thì ở trong này thì mình thấy hiện tại là bang hội có 27 trên 30 người này. Cũng có rất là nhiều những cái tên đáng chú ý, ví dụ như tiểu Ori thì chắc là ai cũng biết. Thì ngoài ra là Trung có thể chia sẻ với mình một số thành viên mà gắn bó với Gui lâu nhất được không? Gui mình gắn bó lâu nhất thì nghĩa là xuất hiện từ thời lập Gui luôn. Nghĩa là có anh Nốt Xấu, Nick 69, có cả em gái Mưa, bây giờ em gái Mưa tên là Tiểu Hắc. Em gái Mưa khá là nổi tiếng cái thật RTA mùa trước. Anh em gặp rất là nhiều và nhiều người tưởng đấy là một bạn nữ chơi game rất là giỏi. Hình như nick em gái Mưa này đợt championship online championship của Việt Nam cũng có tham gia đúng không ạ? Và bây giờ là gần đây mới đổi tên là Tiểu Hắc, là cũng mới tham gia Tia Lang rồi đúng không ạ? Thế là được lên cấp tiểu rồi. Như thế là được lên cấp tiểu rồi. Thế thì mùa trước mình nhớ là Gui Táo Mèo có khá là đông, cũng có tương đối slot tham gia cái giải Việt Nam Online Championship 2018. Có Tiểu Ori này, có Charlie Dean này, có Em Cái Mưa này, còn có Tommy. Tommy này. Tommy Lâm Sị. Lâm Sị thì hình như là lúc đấy không có tên là Lâm Sị, lúc đấy tên khác. Ngoài ra thì có Buồn nữa, nhưng mà Cu Buồn thì hiện tại đang lăng bạt ở Gui Avenger. Không phải Buồn 3 chấm đúng không ạ? Đúng rồi. Thế thì có liên quan gì đến Cười 3 chấm chấm than ở đây không ạ? Thế hai anh em là Buồn Cười. Hai anh em là đợt gọi là cũng là thành viên chủ chốt và lâu năm. Sau mỗi cái đợt nhóm đầu thôi. Buồn và Cười. Thế đáng ra nên để một anh là Buồn Cười và một anh là Cười Buồn. Bây giờ lại Buồn xong rồi với Cười xong rồi lại tách nhau ra thế này thì đúng là cũng hơi khó ấy nhỉ. Thì một cái Gui ngoài cái việc là chúng ta gặp nhau trao đổi rồi là bán ở trên game thì cái việc đấy là việc đương nhiên rồi, chúng ta có kênh chat Gui, chúng ta cũng có rất nhiều những cái kênh chat open khác để cho những người chơi Việt Nam cũng như là có thể giao lưu được với nhau. Nhưng mà có một yếu tố không thể thiếu được khi mà duy trì một cái Gui ấy, đấy là cái việc là offline của Gui. Đó là việc gặp nhau bình thường ở ngoài đời thôi, nghĩa là không phải là chỉ nói chuyện ở trên game, thì mình cứ tạm gọi nó là offline đi. Thì Gui Táo Mèo có thường xuyên duy trì những cái hoạt động đấy không? Và những cái dạng hoạt động đấy là gì? Anh em cùng nhau ngồi cà phê, chém gió, đôi khi là làm một vài ly bia, hay là có những cái hoạt động gì khác, đá bóng chẳng hạn thế, hoặc là những cái kỷ niệm gì đáng nhớ không? Gui bọn mình thì hoạt động thì nói thật sự là rất là nhiều. Anh em góp ý với nhau mà các gọi là các hoạt động để duy trì cái sự thân thiết và nhiệt huyết cho game ấy khá là nhiều. Gặp nhau offline thì thường thì bọn mình không một tuần thì phải 2-3 lần anh em gặp nhau. Gặp nhau lần nào nó cũng sẽ là cà phê bàn về game, mà sau đó là sẽ đi nhậu. Cũng như mình chia sẻ từ đầu ấy, mục tiêu Gui từ trước giờ vẫn là gọi là chỉ cần giao lưu là chính, và khi anh em đã vào bàn nhậu là không có nhắc gì đến, không có được cầm máy để chơi game nữa. Chỉ có gọi là đến nó đấy là nó thành văn hóa của Gui rồi. Cái này khác, đúng rồi, cái này thì đúng là có thể là văn hóa của Gui thật, bởi vì là mình cũng có chơi trang Gui, nhưng mà đi off thường thường mà nếu mà đã dẫn nhau được đến bàn nhậu rồi thì khéo lại để máy ở trên bàn là xăm trộm ấy. Sum thì nghĩa là sum thì cùng nhau đợi đến lúc sum, chứ còn gọi là để máy lên mà cứ vừa bấm vừa chơi vừa nói chuyện là Gui bọn mình cái điều này rất hay. Mình nghĩ là chắc là các Gui khác cũng nên học tập, bởi vì là như thế là mình đã đạt được đến cái cảnh giới cao của chơi game rồi, tức là để xả stress đúng không? Đúng rồi. Qua những cái công việc hàng ngày rồi là học hành rồi là việc các cái công tác ở công ty chẳng hạn, thế mà mình có những cái buổi offline như thế thì mọi người sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng mà lúc đấy mà vẫn còn bấm nữa thì có vẻ là hơi đau đầu, nó cũng chưa đạt được hết cái mục đích là chơi game để giải trí, để xả stress đúng không ạ? Ngoài ra hoạt động của bọn mình thì có thêm một cái khá là hay mà anh em đã duy trì được 4 mùa rồi, nghĩa là cũng anh em Gui cũng tổ chức giải RTA nội bộ trong Gui. Nhưng mà nó sẽ có một cái sự khác biệt, nghĩa là bọn mình ra được một cái luật khá là hay, mình nghĩ là nó hay và mình nó tăng. Bạn có thể chia sẻ luôn ở đây đúng không ạ? Bởi vì tôi nghĩ là cái việc duy trì RTA của Gui thì
cũng có nhiều Gui làm, nhưng mà biết đâu được cái cách làm chưa hay được và có thể học tập được từ Gui táo mèo thì sao? Ok ạ. Thực ra thì bọn mình sẽ là đánh theo team, nghĩa là không về về cái độ mạnh yếu của RTA của Nick ấy thì khi nó tham gia cái giải thế giới nó đã hiển hiện rồi, nhưng còn khi mà đánh theo team, bọn mình chia random thành viên và đánh theo team 3 người. Thì khi cứ một team gặp nhau thì cứ hai bạn thắng thì sẽ là team thắng. Điều đó đã giúp cho cái, như là anh em đã vào một team thì phải thường xuyên gọi là giao lưu và thường xuyên bàn chiến thuật với nhau, để khi mình gặp một team khác thì mình sẽ đánh như thế nào, nó sẽ tăng cái độ tương tác khá là nhiều. Đúng, anh em rất là vui. Bản thân cái giải thưởng RTA thì nó cũng sẽ kích thích từng nhóm nhỏ thôi, nhưng mà ba người một sẽ phải là thường xuyên trao đổi với nhau hơn, đúng không ạ? Đúng, như là bàn chiến thuật rồi là chia sẻ, hoặc là có thể là cân nhắc giữa cái việc là để người này gặp người kia, rồi, người này gặp người kia, đúng không? Miễn sao là cái team ba người đấy có hai người chiến thắng, hai người thắng là được, đúng không? Rất là hay. Thì còn cái kỷ niệm đáng nhớ, cái kỷ niệm đáng nhớ khi mà bạn bắt đầu chơi game, khi mà bạn bắt đầu vào Gui táo mèo và những cái liên quan đến Gui của bạn, thì có cái sự kiện gì đặc biệt không? Nó khá là nhiều. Thường thì bọn mình từ, nghĩa là cái hồi bắt đầu lập Gui, anh em chưa, gọi là anh em khá là rời rạc, không thân thiết như bây giờ đâu. Nghĩa là sẽ nó qua những cái quá trình, nghĩa là mình nhớ có một lần mà hồi đấy cái Gui shipper là Gui như Avenger bây giờ, gần như là Gui bất đại, ai đụng vào shipper là cũng chết. Hồi đấy chỉ đánh mua gai thôi chứ không phải đánh công thành chiến, nhưng mà hồi đấy anh em có một lần anh em cố gắng, gọi là mình nhớ là đợt đấy 30% là win thì đúng 30% và cái kiếm cuối cùng luôn. Và từ cái hồi đấy anh em mới biết là cái cảm giác lúc đấy nó hay hơn rất nhiều. Mình cũng không diễn tả được. Thật ra là lúc đấy là mình cũng nhận ra là mình cũng mạnh đấy chứ. Anh em mình đoàn kết là không, cũng không có sức mạnh là đấy. Lúc đấy thì bọn mình mới nhận ra là nếu mà đánh đúng chiến thuật và đánh có, gọi là có chiến thuật và anh em đi theo được cái chiến thuật đấy thì không cái độ mạnh yếu nó cũng không quan trọng lắm. Vì Gua Gai nó là cái sân chơi của tập thể. Đúng rồi. Và mỗi người cũng chỉ được đánh từng đấy, cũng chỉ được đánh 3 trận, có cùng lắm cũng chỉ thắng 3 trận, mà nếu mà đánh hết nhà cộng 3 rồi thì anh em còn lại cũng vẫn phải đánh cộng 2, cộng 1 hoặc là cộng 0 thôi, đúng không? Thế nên là cũng không, cái việc là một người ra đánh 3 nhà cộng 3 nó cũng chẳng chứng tỏ được cái điều gì cả. Quan trọng là cái thành tích của cả Gui, đúng không? Và cá nhân mình nghĩ là Trung đã quản lý Gui tương đối là tốt, nhưng không phải là chỉ dựa trên thành tích của Gui mà là do những cái mà bạn đã chia sẻ, hoặc là cũng cái việc là đồng lòng nhất trí ở trong Gui chẳng hạn, đấy thì cũng rất là đáng quý. Như thường lệ thì sau đây chúng ta sẽ dành một ít phút để xem qua phần news của tuần này, để xem những cái thông tin cập nhật về các cái sự kiện hoặc là những cái diễn biến mà sẽ diễn ra đang và sẽ diễn ra ở trong game trong thời gian vừa qua và sắp tới nhé. Xin mời các bạn. Chào mừng các bạn đã tới với bản tin của tuần này. Như các bạn đã biết, ngày 4 tháng 7 vừa qua là ngày chốt rank của đấu trường thế giới mùa 5. Quan trọng ở chỗ, kết quả của bảng xếp hạng mùa 5 chính là căn cứ để chọn ra 8 nhà hiệu triệu sẽ tham gia vòng loại khu vực Đông Nam Á cho giải đấu Summoner World War Arena Championship 2018 năm nay, diễn ra vào 4 tháng 8 sắp tới. Vòng loại sẽ diễn ra theo thể thức đấu online. Các nhà hiệu triệu sẽ thi đấu để chọn ra một tuyển thủ duy nhất để tham gia vào Cúp Châu Á Thái Bình Dương tại Nhật Bản. Các bạn có theo dõi bảng xếp hạng mùa năm này chứ? Bạn có cho mình ứng cử viên Việt Nam thi đấu vòng này chưa? Comment cái tên bạn nghĩ tới lúc này và đừng quên theo dõi những thông tin mới nhất của chúng tôi về giải đấu lớn nhất 2018 của Summoner World sắp tới. Vào ngày 4 tháng 7, chúng ta cũng có một bảng update mới với dạng chuyển hóa mới toanh của các quái thú Polar Queen, Hell Lady, Vampire, Nightkill Frog và Magic Knight. Bạn thấy sao về những diện mạo long lanh quá hợp concept mùa hè này? Đừng quên cho chúng tôi biết bạn thích dạng chuyển hóa nào nhất nhé! Chắc các bạn sẽ không quên rằng ngày thứ 7 đầu tiên của mỗi tháng chính là ngày gỡ ấn thạch miễn phí, phải không ạ? Ngày 7 tháng 7 này là ngày duy nhất trong tháng cho phép bạn tháo gỡ ấn thạch mà không tốn một viên đá mana nào, nên hãy đặt ngay lời nhắc trên điện thoại kẻo quên nhé! Hôm nay, hầm ngục bí mật Lizard Man 3 sao hệ hỏa cũng vừa được khai mở. Từ nay đến ngày 8 tháng 7, bạn có thể tiến vào đây để thu thập các mảnh hiệu triệu và triệu hồi Lizard Man hệ hỏa để bổ sung vào đội ngũ quái thú của mình nhé! Một chút nhắc nhở dành cho các bạn vẫn chưa thu thập đủ số điểm để sở hữu ấn thạch mơ ước của sự kiện chế tạo ấn thạch và đá nâng cấp nằm trong chuỗi event kỷ niệm 4 năm ra mắt Summoner War. Sự kiện này sẽ kết thúc vào 8 tháng 7 tới, nghĩa là chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Hãy nhanh tay thu thập điểm và chế tạo cho mình những ấn thạch mạnh nhất nhé!
Để không làm mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ cùng điểm qua những gói vật phẩm giới hạn thời gian mà các bạn sẽ không thể bỏ lỡ trong tuần này nhé. Chúng ta sẽ vẫn còn gói kỷ niệm 4 năm từ nay đến mùng 9 tháng 7 này. Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ gói vật phẩm chứa nhiều item hot nhất với giá ưu đãi khủng chỉ dịp này mới có đâu, nên hãy đánh dấu ngay vào lịch của mình nhé. Gói ấn thạch phiên bản giới hạn cũng sẽ biến mất sau mùng 8 tháng 7. Nếu muốn sở hữu ấn thạch 5 đến 6 sao mà không mất nhiều công sức, cộng thêm thật nhiều vật phẩm bonus thì bạn đừng bỏ qua gói này nhé. Và cuối cùng là một thông tin rất nóng gửi tới các bang hội. Chắc các bạn cũng đã nghe qua về nội dung mới Mê Cung Cổ Đại sắp có mặt trong game. Và ngày mai mùng 7 tháng 7, chúng ta sẽ được trực tiếp theo dõi các nhà phát triển của Campus giới thiệu về chế độ này. Đội ngũ Summoner World Việt Nam cũng sẽ tiếp sóng buổi truyền hình trực tiếp này và gửi đến các bạn những thông tin cập nhật nhất về chế độ này của bang hội. Đừng quên theo dõi fanpage chính thức hoặc kênh YouTube Summoner World Asian vào 13 giờ chiều thứ 7 ngày mùng 7 tháng 7, ngày đẹp giờ đẹp, để cùng bàn luận về Mê Cung Cổ Đại sắp tới nhé. Phần tin tức của Summoner World Cafe đến đây là kết thúc. Mời các bạn quay lại với khách mời chủ vui táo. Lên hình chưa? Ok. Đấy, chúng thấy không? Anh em mình nói từ nãy giờ, nào là cười duyên, nào là biểu cảm này nọ, chia sẻ các thông tin đấy. Chào bạn bạn nữ và bạn bạn nữ. Thấy rất là nhiều người khen giọng của bạn nữ này. Đấy, bạn bạn chỉ ngồi cabin đọc chí thôi. Thì bạn chỉ được anh hiểu được tình người lên giọng rất là hot. Là có bạn cũng bảo là sao không mời nữ để tham gia cho nó tăng không khí. Phải từ chương trình ấy ạ, có chương trình nữ phải có chương trình nam nữa đúng không ạ? Vừa rồi là anh em mình đã xem các cái sự kiện thì mình không nói làm gì rồi, nhưng mà có một số những cái thông tin rất là đáng chú ý. Thông tin đầu tiên là về cái đấu trường Arena Championship 2018, cũng đã rất là nhiều thông tin, cũng như là trang đăng ký thì cũng đã mở rồi. Về cơ chế rồi là lựa chọn các cái vấn đề khác thì không biết là chung đánh giá như thế nào về cái giải Summoner's War Championship 2018 tới đây. Bạn có kỳ vọng gì vào các game thủ Việt Nam? Và tất nhiên là chúng ta chưa có danh sách chính thức, nhưng mà gần như là những ai được tham dự thì mình cũng đã soi thấy rồi. Mình cũng soi thấy rồi. Đấy, thì nhận định của Trung như thế nào cho cái giải, ít nhất là trong cái vòng online tới 8 người mà sẽ diễn ra ở khu vực Đông Nam Á? Giải cái giải Arena Thế Giới luôn là cái hoạt động lớn nhất của game, nên là bọn vui mình và mình rất là luôn luôn là hào hứng và ủng hộ. Mong chờ Việt Nam, nghĩa là mong chờ những cái đại diện của Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tích tốt. Thực ra thì đúng là như mình theo dõi thì khả năng cao là sẽ có bác Lưu Vũ, và không biết anh Spirit Moon có đăng ký không. Ít nhất là Việt Nam mình đã có hai, đấy là xét về rank, đúng rồi, xét về rank mùa vừa rồi. Còn đấy là ít nhất là có 1-2 người đã tham gia rồi, và hy vọng là anh em sẽ đạt thành tích tốt. Cảm giác của mình khi mà xem giải World Arena Championship này, cảm giác không khác thì xem đá bóng nhà chúng mình, như là xem đội tuyển Việt Nam. Lúc đấy cái tính tự hào dân tộc của mình nó cũng khá là cao, và mình cổ vũ thực sự là rất là nhiệt tình luôn. Thì hy vọng là những bạn mà nằm trong diện là sẽ được thi đấu ở vòng tới, các bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, cũng như là những anh em cùng vui hoặc là những người chơi cũng sẽ hỗ trợ hết mình để các bạn ấy có được một cái sự chuẩn bị tốt cho cái giải Summoner's War Arena Championship 2018 tới đây. Và mong rằng là chúng ta sẽ có những đại diện ở chính khu vực Đông Nam Á này tiến vào những cái vòng đấu sau. Không như mùa trước thì chúng ta đúng là cũng có đại diện của Việt Nam, bạn Thánh Đỏ 5 sao đúng không ạ? Nhưng mà tại vì do điều kiện hiện tại là bạn đang sinh sống và làm việc ở Đức, nên là bạn đã đăng ký khu vực EU, nhưng mà không sao. Và chúng ta cũng đã có rất là nhiều những cái chương trình liên quan đến cái mùa giải năm ngoái. Thêm một thông tin nữa cũng khá là hot trong nửa cuối năm tới. Trong nửa cuối năm nay là thông tin về một cái nội dung cập nhật mới dành cho bang hội. Đó chính là Mê Cung Cổ Đại, và như chúng ta cũng đã thấy một số những cái hình ảnh ban đầu cũng như là cái thông tin sơ lược, thì
vì là chế độ chơi liên quan đến đến GUI, thế nên là không biết là bên GUI Táo Mèo đã có sự chuẩn bị gì cho cái chế độ chơi này chưa, cũng như là bạn kỳ vọng gì về cái chế độ chơi mới này? Thực ra thì mình luôn ủng hộ nhà phát hành phát triển nhiều nội dung thêm nữa về các liên quan đến tập thể và Goga, vì thế nó sẽ gây nó sẽ tăng thêm cái sự cuốn hút và gắn kết của anh em trong GUI. Thực ra thì về cái thông cái về cái tính năng mới này thì Campus luôn thế, chỉ là nói gọi là cái chóp trên thôi, anh em thích đoán gì thì đoán, như nhiều lần như thế rồi. Nhưng mà mình qua gọi là qua cái giới thiệu thì mình cũng biết là cái mục tiêu quan trọng nhất của cái map này là tìm được boss càng nhanh càng tốt, nên là nó sẽ cần cái sự tương tác khá nhiều của các thành viên trong gai, và anh em nghĩa là sẽ nó cũng sẽ có chiến thuật chứ không phải là anh em cứ đánh lung tung, phải cần sự đồng lòng nhất trí cao đấy, đúng không? Thế là mình khá là hào hứng. Còn một điều nữa khá là hào hứng là cái giải thưởng nó cũng sẽ tương đối khác, và nó cũng sẽ có nhiều thứ hơn để cho chúng ta có thể phát triển được nhân vật, cũng như là có nhiều những cái liên quan đến tức là nó sẽ làm tăng cái tính tương tác cũng như là cái sự hỗ trợ của các thành viên ở trong GUI khi mà tham gia vào cái chế độ chơi này. Thì thông tin chi tiết về chế độ chơi mới Mê Cung Cổ Đại sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp, cái này đúng nghĩa là tường thuật trực tiếp, bởi vì là ở bên hội sở của Contours bên Hàn Quốc sẽ có một buổi ra mắt cái tính năng GUI mới này vào ngày mai, và chúng tôi sẽ tiếp sóng từ lúc 1 giờ chiều và sẽ cho đến khoảng 2 giờ chiều, vì giờ của Hàn Quốc thì sớm hơn giờ của Việt Nam 2 tiếng, nên là nó cái khung giờ đấy đúng là cũng hơi khó một chút, nhưng mà các bạn hãy theo dõi đón xem cùng với chúng tôi vào 1 giờ chiều mai. Chúng ta sẽ nắm được là Mê Cung Cổ Đại sẽ gồm có những gì, chơi như thế nào, và sẽ nhiều chi tiết hơn về các cái phần thưởng của cái chế độ chơi này. Và như thường lệ thì tôi cũng xin thông báo là sẽ có 10 người chơi may mắn trong chương trình livestream ngày hôm nay sẽ nhận được một áo đấu Summoner World Championship 2017. Và cũng như thường lệ là cứ khách mời là có quà, đúng không ạ? Và phải khui luôn. Đấy, thế là tôi thay mặt cho những người làm chương trình của Summoner World có một chút quà để cảm ơn bạn Trung đã tham gia với chúng tôi hôm nay. Cảm ơn anh bạn nhiều. Thử trách em. Cái này mình xin phép mở luôn. Wow. Wow. Cái này là trackpad, bạn có thể để hai cái máy tính vào cũng được. Nó khá là to đấy ạ. Wow. Hai máy tính và hai cái bàn phím vào luôn cũng được. Dạ. Không sao, cái này tí nữa chúng ta sẽ xếp lại sau. Này, áo đấu Summoner's War 2017. Dạ. Nói chung là vẫn còn thơm keo, vẫn còn nguyên siêu rồi. Vâng, đây, cái này mình em à, cái này bạn cái này bí mật, cái này là bí mật. Cái này thì nếu mà bạn muốn chia sẻ cho mọi người cùng xem cũng được, hoặc nếu không bạn về nhà mở cũng được, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà để về nhà mở người ta lại nghĩ là tôi bỏ cái gì ở trong đấy. Các bạn chỉ có chờ một chút nhé. Chắc chắn là mọi người xem sẽ có quà rồi ạ. Tất cả cái chương trình livestream của chúng tôi sẽ đều dành những phần thưởng vui vui cho các bạn. Bạn có biết đây là cái gì không ạ? USB. Đúng rồi, đây là một cái USB. Đây, bạn có thể mở ra như thế này. Đây. À, okay. Cái này hình như 16GB gì đấy, tôi không nhớ lắm. Cảm ơn Trung đã dành thời gian buổi chiều thứ 6 này đến đây để chia sẻ những cái thông tin về GUI Táo Mèo cùng với những người xem cũng như là ở bên Come To Us, và thay mặt những người làm chương trình. Cảm ơn bạn, hẹn gặp bạn sớm nhất có thể. Cảm ơn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình livestream sau của chúng tôi. Yeah.